tính khoảng cách. Giờ đã không có hồi chiêu, mọi người phải ném xa, càng xa càng tốt, ném xa nhất có thể. Đi gần vào. Ném đi AD. Quý nó mới kịp. Đấy. Có đấy. Kịp rồi. Đi AD rồi. Anh em mà ném xa quá nó không được đâu nha. Thôi anh ơi. Sẽ vào đây. Cho đẩy quy lên nhá anh em. Thấy có kèo, có kèo quy lên bác nhìn sao vừa dẫn thực sự. Rồi. Ui, tim áp lực quá. Mạch một to thật. Chiến à? Rồi. Bạn vừa nói câu bình tĩnh nói à? Dạ. Anh bắt vui tính nhỉ? Anh bắt vui tính nhỉ? À kêu là vui tính chứ. Mạch mồm như sư tử hống. Stream đặc sản stream chiến nhưng mà nghe giọng bách. Đặc sản stream bắt á. Đặc sản stream chiến nhưng mà lại suốt ngày nghe giọng bách. Hello em, hello bạn. Ai mà muốn nghe giọng bách nhưng mà lại muốn xem stream của chiến thì cứ thì đây là sự stream của chiến là sự lựa chọn đúng đắn. Hello chị Kiều Nhi. Cảm ơn Nguyễn Hiếu nhá, cảm ơn anh. Lâu ngày khỏe không em? À, em rất là khỏe anh ạ. Chó này. Cảm ơn anh. Gì đây? Căng vậy. Chó. Nó gào kiểu cái mồm muốn vả luôn. Hả? Ôn ạ. A few minutes later. Cảm ơn Long Nguyễn nhá, cảm ơn anh. Sắm cái mic như Elsa đi cho đỡ thu tạp âm chiến ơi, stream tàn xem 1 được 2. Stream xem 1 được 2 là thích thế rồi, muốn gì nữa. Ủa bạn sau này stream chiến lại nghe đủ giọng cả team luôn, thích chết. Cái gì đây? Solo không? Mình vừa thường thực sự bị mất luôn. Ở đây. Go. Được quá nhỉ, được quá nhỉ, được quá nhỉ. Hai. Hai. Bạn ơi, bạn dọa mình quá đấy bạn ơi. Sợ quá, sợ quá, sợ quá. Mình về cái nào. Trời ơi, tôi thề luôn, tôi đánh con này tôi phải chơi không. Tôi chơi kiểu chiêu 1, chiêu 2 tôi không thi luôn. Chiêu 1 thi luôn. Tôi mới KS được, con này mà đánh kiểu đồ CC không KS nổi. Chơi kiểu spam chiêu 1 có KS quá. Đấy, chơi như này thì nó KS nhất này. Chế rồi. Nó bắt flash bạn ơi. Nó bắt chiêu 2 đấy, nó bắt chiêu 2 đấy. Chết thằng trước đi bạn ơi. Thằng nào chết đây. Tôi bắn này, tôi này bắn này. Đây chả nào đấy chết. Nó có 1 tim bạn ơi, nó có 1 tim. Thì đó, nó hết tim rồi chết. À, hết tim à? Úi, rồi ôi, lỗ chiến bạn ơi. Lỗ chiến. Nó không đấm rồi này. Chiến đấu rồi băng, băng cứ chạy đi băng. Okay. Băng chạy đi băng bắn làm cái gì? Sao đây? Chờ không? Được. Anh em ơi, bắn team mà tí tốc. Cứ tưởng nó chưa tí cơ. Không mà chém nó ngay từ đầu rồi. Trời ơi, mẹ tôi gọi gì? Ông đi băng ngay từ đầu rồi. À? Nó anti. Trời ơi. Nó biến băng né anti nó đây. À thế à? Tưởng băng tốc biến lên giết thằng ba đúng. Bơ cứ tưởng chiến đời cái gì, chiến đời hồi chiêu, chiến đam anh rồi, chiến đời hồi chiêu, chiến đứng ra chóng luôn. Vâng, mình cứ tưởng là đang đợi nó bật dùng con ti nó chém băng. Thông tin sai. Thông tin sai. Chỉ đợi băng nhá, tí để băng chết. Ôi, anh bắt anh đi con ti. Chiến này đáng lắm. 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây, 0 giây. Về. Ở anh ti à. Tham binh rồi. Cái đát. Thôi xong. Em với anh màu trô mà á. Tôi bây giờ
Ui. Giời ơi, ơi ông nổi từ nãy giờ ông Ali ông đi. Tôi chết con bò đỏ mình nó ăn được à? Đi thì ông ấy toàn ăn rồi à. Quá chết cứ vậy chết hết tí rồi. Ở đây. Chị à, làm tí nào. Lấy trụ đi vậy. Múc vào, múc vào. Đừng. Không, bạn ơi, như là vừa nãy bạn bỏ cái bạn rỉa máu xong mình pet này, như là cái hơi ngược đấy bạn ạ. Có thấy nó hơi ngược không? Chơi rồi này. Ôi giời, nó cứu mình này bạn ơi. Cần lắm mà ai kết liễu rồi mình vào mình vét này. À. Rồi. Đau quá ta. Nope. Có cơm bát lại biết phải lùi luôn. Nhưng mà đây là ba đùm nó tốc biến, không được quả đấy mình giết cơm ba đùm mình chạy rồi đấy. Nếu mà đặt đúng là lùi luôn rồi. Rồi hết. Chụp đợt nhá. Điều ước nhỏ nhoi thôi. Làm tí bạn nhờ. Một đầu này bạn ơi. Đã rồi. Có chết. Rồi hai mọi người ơi. Nice hư. Nice hư. Nice hư. Mọi người không biết là mạng nào. I'll get the bird bar. Điều ước nhỏ nhoi là tôi muốn giết người. Hả? Tôi muốn giết người. Ôi, giết được một bạn. Ôi, trời ơi, trầm cảm. Mình thạch kiếm mới ăn được, mới có mạng khóc lắm. Ok, như vậy lên thạch kiếm. Lên thạch kiếm xong rồi lên cái kiếm cuối đánh thừa. Thừa cái mạng. Hợp lý, hợp lý. Sau đánh phê, đánh 100k thẳng và không phải em nhé. Phê. Giống bạn. Có. Sao? Đang to phải bé đâu. Anh nó nhìn lên đây em tự nhiên bị chịu vị trí được. Đâu. Bạn. Thế tôi đi cùng ông đi từ đầu đến cuối. Mà tôi không liếm nổi bạn nào có ông đi anh phải hiểu thế nào rồi đấy. Để cái có thanh kiếm nữa anh em. Thanh kiếm nữa thì chùm. Ố. Chụp chát của mình đâu rồi? Bắt đầu rồi. Chứ nó bị mất phần chát này. Đó nhiều. Trời ơi, cái này nè. Cho dùng miệng cho hợp lý á, anh đang lên dùng miệng rồi đấy. Ông có ra tay ít để tí nữa nha. Tí đánh xong 2 tiếng mình sẽ chỉ được rồi. Đây, tôi chỉ xin dễ. Đánh xong trận này, tôi ra tôi đấu miệng rồi tôi chỉ anh em. Chưa được múa cho lắm. Chưa băng cắt được nhưng mà bắt đầu kèo phê đúng không? Kèo phê. Phê thì cứ anh quay về đó, đắc tới. Phê, phê đi đắc. Ô, kia thằng red đấy à? Phê hay đi đắc. À, nãy giờ em để ý đấy. Phê hay đi đắc, phê hay đi đắc. Giờ chẳng hạn phân thân ra một trận phê đi đắc. Đánh 2 trận. 700 tiền nữa. 400 vàng nữa. 500 vàng này có thanh kiếm rồi. Cần có thanh kiếm, có thanh kiếm hack đam được. Thôi, chiều anh đấy. Hack pen trước. Một pen trước nhé, tớ anh nhé. Chợt sau đi nhắc. Cố lên băng ơi, chết đấy. Omae wa mou shindeiru. Hai. Nice. Bà là Yuma 5 bạn. Mà nhiều kèo quá. Anh kia đi lên trước của anh. Ô, mất tập tiếng rồi anh nhỉ. Cầm cha nó cầm pen rồi. Thì là... Đắc rồi. Cầm mất pen rồi anh ạ. Khổ lắm. Ui, đã chạy về kia rồi á. Em anh thật đấy. Lắm rồi. Em chết đi. Đắc hôm qua thấy em nhà anh giải thích quá. Nó sợ rồi. Sợ ám ảnh cầm pen của em rồi. Ủa không? Gì?
thần hủy diệt á, bên trên em thần hủy diệt. Trên đấy, trên đấy. Ui, ra lại chạy, bên chạy là xa rồi. Đấy là phải đánh luôn. Thật hủy diệt. Cười là người đi HP26. Đây HP26 phải tại Bách nha. Một bài ô cứ lên lúc 3 thì 26 là còn ít đây. May chưa 20 thì 21. Thôi khó thế nhỉ. Được pen đi anh ạ, ngày trước anh có hay chơi con pen mà anh thấy được mới ra được chơi nhiều quá. Wow. Thế ngày của Linh là toàn mình chơi pen. Không được, chơi không được. Dạo gần đây kiểu team mình không. Thôi, yeah. Lại đi farm lẻ tiếp. Chơi con pen mít mấy, không đánh. Đợt nào từ nào mới ra mình chơi nhiều đấy đó. Có nhiều chiêu dồn cho em hết à. Bọn em tóc liếng nè. Của Bâng nhá, Bâng không phải nói. Anh mất pick rồi anh ơi. Ok, cảm ơn chị nhé. Anh em thử xem chú công phim không? Hello mọi người nhá. Thằng kia là sát thủ. À, mình vừa xem phim gọi là hoa của quỷ xong. Xem có lợn con lừa là cừu nó là số bot phạm. Em đã đúng rồi, tớ sắp vào sắp vào rồi tại đó. Anh là chậm xong rồi mẹ hết pin, cay vãi liền. Thế anh cấu vừa đấy. Nope. Ui giời ơi, sao mình chém nó gãy ngứa nhỉ? Chém chả thấy đau gì ấy. Anh em ai chưa xem phim hoa của quỷ xem đi nhá. Cuốn lắm, cuốn lắm. Xem là nghiện đấy. Mình xem hai hôm. Bông ơi, lười vé bông ơi, chém sắp lên rồi. Chém sắp lên vết rồi này bông ơi. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Hai ông em. Chạy rồi. Chắc đọc mạng và tâm sao nha. Nhưng mà anh không thích cái kết cho lắm à, kết kiểu nghịch cảnh quá. Đang là tình cảm gia đình thì để cho người ta hạnh phúc. Mày là mất lớn hả chị? Bậy nào, bậy nào, bậy nào. Đánh cái này là, đánh cái này là bậy rồi. Được cover bọc tốt quá. Lên, lên nghe. Ô mẹ, nãy giờ chưa thấy sức chúng lần nào luôn. Xong rồi anh em cứ đi. Ủa vậy hả? Chạy chạy không cửa rồi với Bách xe. Thằng support ở đây mà. Thì đánh theo Bách thôi. Cho má. Nghe mấy đấy hả? Nó hút cái à. Chiến qua trường này. Cố bận hết đúng không? Không coi Bách gì đó. Cố bận hết đúng không? Cố bận hết được gì nữa. Cái đầu này. Qua chín nha. Nó cần gì 4 3 2 1 Nó là gì mình nên farm ấy. Nó là gì mình nên farm cho nó giết mình nhá. Chị biết luôn hả? Yeah. Để chết hết tên nó rồi đó. Uaaaaa cứu anh. Còn nhớ chưa? Oh my god. Ăn may bạn ạ. Oh my god. Tôi đếp bằng cát thì tiền thủ được lợi hơn, chứ nó nên sao thì nó sao. Là để em áp nó kém được không? Các bạn. Ủa, bắn ngoài vòng chung nó chết kìa. Sao thì người mua sẽ bị mất phí. Ok cho bằng nhá. Ok bằng. Ok chiến. Đấy. Quy lên là đã đánh nhưng mà chưa thấy sao đâu cả. Quy lên là đã đánh rồi nhá nhưng mà chưa thấy sao đâu cả anh em ạ. Xin chính là giọng Bách nhưng mà khi